Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin Việt Nam Hùng Cường. Bản tin hôm nay của chúng tôi, ngày 29 tháng 12 năm 2020, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam tăng 20 bậc về môi trường kinh doanh toàn cầu. Gần 30 tỷ đô la Mỹ vốn FDI vào Việt Nam năm 2020. Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt 38 nền tảng Make in Việt Nam trong năm 2020. Năm 2020, ngành xây dựng dẫn đầu tăng trưởng lập sở giao dịch chứng khoán Việt Nam với tổng vốn 3.000 tỷ đồng. Sân bay Cam Ranh được chứng nhận kiểm chuẩn y tế. Bình Định, GRDP cao nhất trong năm tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Quảng Ninh sẽ tổ chức lễ hội Carnival mùa đông. Việt Nam, Ukraine, phấn đấu thương mại hai chiều đạt 1 tỷ đô la Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết. Việt Nam tăng 20 bậc về môi trường kinh doanh toàn cầu. Tại cuộc họp trực tuyến chính phủ với các địa phương được tổ chức vừa qua, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, trong năm 2020, thêm 239 điều kiện kinh doanh đã được cắt giảm. Tính chung giai đoạn 2016-2020, gần 3.900 điều kiện kinh doanh, hơn 6.700 danh mục hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành và 30 thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành đã được cắt giảm. Việc cắt giảm này đã giúp tiết kiệm cho xã hội, người dân và doanh nghiệp khoảng 18 triệu ngày công một năm, tương đương với 6.300 tỷ đồng một năm. Ông Mai Tiến Dũng cho rằng, nhờ những nỗ lực lớn, thứ hạng của Việt Nam trên thế giới đã được cải thiện. Xếp hạng môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo của Việt Nam so với các nước trên thế giới những năm qua đều tăng bậc xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu giai đoạn 2016-2020 của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam tăng 20 bậc, xếp thứ 70 trên 190 quốc gia, nền kinh tế, xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu GCI, năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 10 bậc giai đoạn 2018-2019, từ 77 lên 67 trên 141 quốc gia. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2020 của Việt Nam xếp thứ 42 trên 131 quốc gia, nền kinh tế giữ vị trí số 1 trong nhóm 29 quốc gia cùng mức thu nhập. Gần 30 tỷ đô la Mỹ vốn FDI vào Việt Nam năm 2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết dưới tác động của đại dịch vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài trong năm 2020 tuy giảm so với năm 2019 nhưng mức độ giảm đã được cải thiện nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang dần hồi phục và duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh và mở rộng dự án điểm nhấn trong năm 2020 là vốn đầu tư điều chỉnh đạt trên 6,4 tỷ đô la Mỹ tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2019 mặc dù số lượt dự án đăng ký điều chỉnh giảm 17,5% tuy nhiên số dự án đăng ký cấp mới giảm đến 35 tổng số vốn cũng giảm 12,5%, còn 14,6 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư nước ngoài có 6.141 lượt góp vốn mua cổ phần với tổng giá trị là 7,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 51,7%. Như vậy, tính đến nay, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 28,53 tỷ đô la Mỹ, bằng 75% so với cùng kỳ năm 2019. Có 112 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong năm 2020, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng số vốn đầu tư là gần 9 tỷ đô la Mỹ, chiếm 31,5%, sau đó là Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Hồng Kông. Bộ Thông tin và Truyền thông ra mắt 38 nền tảng Make in Việt Nam trong năm 2020. Theo thông tin từ Cục Tin Học Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong năm 2020 đã có tổng cộng 38 nền tảng Make in Việt Nam được đơn vị này cho ra mắt. Đây là các sản phẩm được giới thiệu trong chuỗi sự kiện Ngày Thứ Sáu Công Nghệ được tổ chức hàng tuần bởi Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày Thứ Sáu Công Nghệ là chuỗi sự kiện được tổ chức với phương châm mỗi tuần một sản phẩm Make in Việt Nam, Chương trình này nhằm mục tiêu thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, đưa nhiều nền tảng số hữu ích đến với doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội. Trong năm qua, các nền tảng tham gia chương trình Ngày thứ sáu công nghệ trải rộng trên nhiều lĩnh vực, gồm đào tạo trực tuyến, hội nghị trực tuyến, điện toán đám mây, công nghệ AI, tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh, quản trị doanh nghiệp và nền tảng mã địa chỉ bưu chính. Theo thống kê của Cục tin học hóa, công nghệ AI hiện là lĩnh vực có nhiều sản phẩm, dịch vụ Make in Việt Nam nhất, 8 nền tảng, kể đó là điện toán đám mây, 6 nền tảng và hội nghị trực tuyến, 5 nền tảng. Năm 2020, ngành xây dựng dẫn đầu tăng trưởng. Phát biểu tại hội nghị chính phủ với các địa phương sáng nay 29 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết, năm 2020, ngành xây dựng tăng trưởng 6,6%, cao nhất trong các ngành kinh tế, Tỷ lệ đô thị hóa vượt mục tiêu, trong 5 năm có 7 đô thị mới. Hiện nay cả nước đã có 862 đô thị và phân bố đồng đều trên cả nước, trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội. Mặt khác, 6 năm qua hầu như không có bong bóng bất động sản, dù đã thu hút 17 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, chúng ta đã có nhiều khu đô thị, khách sạn, resort mang tầm quốc tế và hơn nhiều nước trong khu vực. Công tác sản xuất vật liệu xây dựng cũng phát triển mạnh, nhiều công trình tỷ lệ nội địa hóa đã đạt đến 90 đến 100%, nhiều vật liệu cạnh tranh ngang ngửa với thế giới. Hiện ngành xây dựng hoàn toàn có đủ năng lực để tự thiết kế và thi công mọi công trình, mọi quy mô đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, Bộ trưởng nói. Lập sở giao dịch chứng khoán Việt Nam với vốn 3.000 tỷ đồng Thủ tướng vừa ký ban hành quyết định số 37-2020, quy đề TTG, về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và hoạt động theo mô hình công ty mẹ con trên cơ sở sắp xếp lại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 2 năm 2021. Theo đó, thì Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng, đặt trụ sở chính tại Hà Nội và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm 100% vốn. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ là công ty mẹ, nắm giữ 100% vốn, hai sở thành viên gồm Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam cùng Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán và các chức năng khác theo quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có thể được bổ sung theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam có thể quyết định mức vốn điều lệ của hai sở con sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Tài chính. Sân bay Cam Ranh được chứng nhận kiểm chuẩn y tế. Sáng nay 29 tháng 12, tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra lễ trao chứng nhận kiểm chuẩn y tế sân bay Airport Health Accreditation, gọi tắt là ASA, do Hội đồng các sân bay quốc tế ACI đánh giá. Đây là sự công nhận của ACI đối với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trong việc bảo đảm quy trình an toàn chống dịch trong hoạt động khai thác tại sân bay, khẳng định Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh là điểm đến an toàn, đạt đủ tiêu chuẩn về sức khỏe và phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay. Chương trình AIA của tổ chức ACI được thiết lập để giúp các sân bay trên thế giới chứng minh với hành khách, nhân viên, cơ quan quản lý, chính phủ rằng sân bay đặt ưu tiên về sức khỏe và sự an toàn của hành khách lên hàng đầu thông qua việc xác lập các biện pháp an toàn cụ thể trong cuộc chiến chống lại sự lây lan của đại dịch. Để được cấp chứng nhận ASA, cả hàng không quốc tế Cam Ranh phải trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt đối với các biện pháp bảo đảm an toàn sức khỏe tại sân bay. Bình Định, grdp cao nhất trong năm tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền trung cục thống kê tỉnh bình định cho biết Năm 2020, GDP của tỉnh đạt gần 50.000 tỷ đồng, tăng 3,61% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng thấp nhất của tỉnh trong giai đoạn 2011-2020, nhưng cao hơn tốc độ tăng GDP của cả nước năm 2020 đạt 2,91% và cao nhất trong năm tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm miền Trung năm 2020, gồm Thừa Thiên Huế tăng 2,06%, Đà Nẵng giảm 9,77%, Quảng Nam giảm 6,98%, Quảng Ngãi giảm 1,02%. Trong tổng GDP tỉnh năm 2020, khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản đạt trên 13.700 tỷ đồng, tăng trưởng 3,18%, công nghiệp và xây dựng đạt trên 14.300 tỷ đồng, tăng trưởng 8,86%, dịch vụ đạt trên 19.400 tỷ đồng, tăng 0,53%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt trên 2.200 tỷ đồng, tăng trưởng 2,04%. Quảng Ninh sẽ tổ chức lễ hội Carnaval mùa đông. Lễ hội Carnival mùa đông được tổ chức với chủ đề Bừng sáng kỳ quan, lan tỏa nụ cười Hạ Long sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Lễ hội dự kiến có khoảng 1.000 diễn viên, người mẫu, vũ công chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp tham gia biểu diễn với chủ đề Hạ Long khát vọng dòng bay. Điểm nhấn tại lễ hội là không gian mở của sân khấu, với bối cảnh là toàn bộ không gian vịnh Hạ Long phía sau. Trên mặt vịnh sẽ có hơn 100 con tàu du lịch diễu hành, trên bầu trời là màn trình diễn của trực thăng, thủy phi cơ và dù lượn. Lễ hội đường phố Carnival mùa đông được tổ chức đúng dịp năm mới 2021, hứa hẹn là một chương trình ấn tượng, rực rỡ sắc màu văn hóa, đồng thời giới thiệu sản phẩm du lịch riêng có của điểm đến Hạ Long, góp phần làm đa dạng thêm cho các sản phẩm du lịch vào mùa đông của tỉnh Quảng Ninh. Việt Nam-Ukraine phân đấu thương mại hai chiều đạt 1 tỷ đô la Mỹ. Ngày 28 tháng 12, tại trụ sở Bộ Phát triển Kinh tế, Thương mại và Nông nghiệp, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Hồng Thạch đã làm việc với Thứ trưởng Taras Kakka, Chủ tịch phân ban Ukraine của Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Ukraine về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Khoa học Kỹ thuật. Hai bên đã thảo luận công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 15 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Ukraine về Hợp tác Kinh tế, Thương mại và Khoa học Kỹ thuật, dự kiến sẽ tổ chức trực tuyến cuối tháng 1 năm 2021. Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch nhấn mạnh, bất chấp những khó khăn do dịch bệnh gây ra, trao đổi thương mại giữa Ukraine và Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2020 tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 300 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, hai nước vẫn còn rất nhiều tiềm năng chưa khai thác, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Thứ trưởng Taras Katka cho biết, Ukraine có thế mạnh về khoa học công nghệ với hiệu quả cao, giá thành rẻ hơn so với nhiều nước khác. Bên cạnh đó, chính phủ Ukraine mới thành lập bộ các ngành công nghiệp chiến lược để thúc đẩy phát triển các ngành có tầm quan trọng chiến lược thuộc thế mạnh của Ukraine. Đây là điều kiện rất thuận lợi để Ukraine và Việt Nam mở rộng hợp tác trong lĩnh vực này. Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch và Thứ trưởng Taras Kaka đều rất lạc quan về triển vọng hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước, nhất trí cùng nỗ lực tăng trao đổi hàng hóa hai chiều lên 1 tỷ đô la Mỹ trong vòng 3 năm tới.